Khối tài sản khổng lồ của vợ chồng Trấn Thành và Harry Won. Là cặp đôi nổi tiếng và quyền lực hàng đầu showbiz Việt, Trấn Thành và Harry Won sở hữu khối tài sản khủng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trấn Thành và Harry Won là cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt được nhiều khán giả quan tâm và yêu thích. Trong khi Trấn Thành là ngôi sao đình đám nhất bậc nhất showbiz Việt, anh phủ sóng dày đặc ở các game show và tham gia nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, MC, giám khảo. Điều đó giúp Trấn Thành có nguồn thu nhập khủng. Harry Won cũng không hề kém cạnh ông xã khi được rất nhiều chương trình săn đón, ở vai trò MC. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tham gia đóng phim, tham gia game show cũng như đóng quảng cáo. Bởi vậy cả hai sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến ai cũng phải ghen tị. Cát xê cao ngất ngưởng. Là một nghệ sĩ tài năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Trấn Thành là con cưng của các tập đoàn truyền thông lớn và hầu như có mặt ở hầu hết các chương trình truyền hình đang ăn khách bậc nhất. Chỉ tính riêng game show, Trấn Thành đã thu về vài trăm triệu một tháng. Ngoài ra, anh còn đi dẫn event khắp mọi nơi và tham gia đóng quảng cáo hàng loạt. Năm 2012, cộng đồng mạng từng chia sẻ thông tin số thuế thu nhập cá nhân của nam danh hài lên đến 1,9 tỷ đồng. Theo tiết lộ của nhiều người tổ chức event, mỗi lần cầm mic, cát xê của Trấn Thành phải lên tới trên 100 triệu cho một show, chưa kể các khoản phụ thu khác như vé máy bay nếu đi tỉnh, tiền ăn ở khách sạn hạng sang. Còn có tin đồn, để mời được Trấn Thành tham gia chương trình phải trả 6.000 đô. Giá đóng TVC quảng cáo của Trấn Thành cũng được tiết lộ rơi vào khoảng 20.000 tới 30.000 đô cho một TVC. Chưa kể anh còn đầu tư nhiều bộ phim điện ảnh, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Với cường độ làm việc liên tục của Trấn Thành, việc anh kiếm được hàng tỷ đồng một tháng là chuyện bình thường. Trong một bài phỏng vấn, Trấn Thành từng chia sẻ, mức thu nhập mà tôi có được đủ để lo cho ba mẹ và gia đình. Tôi cũng đã mua nhà và xe hơi tiền tỷ cho ba mẹ. Vợ anh, ca sĩ Harry Won cũng là một nghệ sĩ được nhiều chương trình săn đón. Năm 2015, cô tiết lộ trong một bài phỏng vấn thù lao của mình tăng gấp 10 lần so với mức giá 50 triệu nhận được từ bộ phim đầu tay. Riêng với những hợp đồng quảng cáo, con số sẽ cao hơn. Sau đám cưới, tuy lấy chồng nổi tiếng, nhưng Harry Won vẫn miệt mài làm việc với cường độ cao. Trong nhiều năm qua, cô tham gia hầu khắp các game show truyền hình, với nhiều vai trò khác nhau, đi hát đóng quảng cáo. Ngoài ra, cô cũng bắt đầu một lĩnh vực mới, đó chính là kinh doanh. Harry Won là người đồng sáng lập ra một công ty chuyên kinh doanh giày dép, nhà đẹp, siêu xe. Sự giàu có của vợ chồng Trấn Thành chắc hẳn là điều mà ai cũng có thể đoán được. Thế nhưng thông qua lời kể của người đồng nghiệp thân thiết Trường Giang, khán giả vẫn cảm thấy bất ngờ trước khối tài sản mà cặp đôi đang nắm giữ. Nghệ sĩ Trường Giang từng tiết lộ vợ chồng Trấn Thành mua căn nhà bên quận 1 ở đường Nguyễn Phi Khanh với giá 15 tỷ. Nhưng 15 tỷ chỉ là mua thôi, còn sửa mất 5 tỷ nữa, tổng là 20 tỷ. Căn nhà này mua bằng tiền của Harry Won luôn, chứ không phải tiền của Trấn Thành. Tiền này là tiền riêng của cá nhân Harry Won. Harry Won còn hỏi tôi nên mua chỗ nào, tôi tư vấn hết nên biết hết. Đấy, đi hát mà mua được nhà 20 tỷ. Còn tôi ở chung cư, Trường Giang nói. Mới đây Harry Won đã vô tình để lộ những hình ảnh về căn hộ sang chảnh của cả hai trong đoạn clip cô nàng hướng dẫn tập thể dục để giữ gìn vóc giá G, cũng như NG cao sức khỏe cho bản thân. Vì thường xuyên đi sâu nên căn hộ của hai chỉ bao gồm một phòng khách và một phòng ngủ với không gian rộng lớn và nội thất nhìn sang chảnh chẳng kém khách sạn 5 sao. Ngoài ra, tháng 5 năm 2019 vợ chồng Trấn Thành còn mua được căn hộ cao cấp hơn 100m² tại Hà Nội với giá 7,5 tỷ, tầm nhìn hướng ra Hồ Tây để tiện cho những chuyến lưu diễn không phải tốn kém thuê khách sạn. Bên cạnh biệt thự, Trấn Thành và Harry cũng sở hữu xế hộp tiền tỷ phục vụ cho việc di chuyển, đi diễn. Năm 2015, anh sắm chiếc Mercedes-Benz S400 trắng có giá 4 tỷ đồng, sở hữu nhiều bộ sưu tập đắt giá. Bên cạnh biệt thự, xế hộp, Trấn Thành và Harry Won còn được biết đến là những tay chơi đồ hiệu. Nếu như diễn viên Trạng Quỳnh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với bộ sưu tập giày, nước hoa khủng thì bà xã anh lại gây choáng ngợp bởi những chiếc túi xách đắt tiền. Trấn Thành chính xác là một tay chơi hàng hiệu thứ thiệt khi sở hữu tủ quần áo, giày, phụ kiện toàn là đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Có lần nam MC đã đăng tải bộ sưu tập hơn 200 lọ nước hoa trị giá cả tỷ đồng của mình khiến ngay cả bà xã Harry Won cũng ghen tị. Bên cạnh đó thì ghim cài áo cũng là thuộc về thú vui sưu tập của Trấn Thành khi anh sẵn sàng bỏ ra hơn 100 triệu đồng để mang về 14 chiếc ghim cài. Harry Won cũng không kém cạnh ông xã của mình khi sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu. Tính sơ sơ thì những chiếc túi mà cô sở hữu đến từ các thương hiệu danh tiếng cũng phải có tổng trị giá lên đến cả tỷ đồng. Đầu năm 2019, Harry Won từng chia sẻ qua kỷ niệm ngày cưới của cô và ông xã trên trang cá nhân. Theo hình ảnh giọng ca anh cứ đi đi đăng tải, chiếc đồng hồ của Trấn Thành thuộc thương hiệu Hublot được bày bán với mức giá hơn 850 triệu đồng, còn chiếc nhẫn kim cương anh tặng Harry Won cũng lên tới hàng tỷ đồng. Trước đó, trong lần đi du lịch nhân dịp Valentine, diễn viên cô lại vợ bầu dành tặng vợ hai chiếc túi hàng hiệu Chanel trị giá 10.000 đô khiến fan không khỏi trầm trồ.
Sự nổi tiếng và giàu có với khối tài sản khổng lồ hiện tại của vợ chồng Trấn Thành Harry Won là thành quả của rất nhiều cố gắng mà cặp đôi đã nỗ lực trong suốt quãng thời gian dài hoạt động trong nghề. Cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ của cặp đôi chính là điều khiến rất nhiều khán giả mơ ước, ngưỡng mộ.